Phim truyền hình độc đạo đang phát sóng và nhận được nhiều kỳ vọng khi thuộc dòng phim hình sự, một thể loại luôn kích thích trí tò mò và cảm xúc của khán giả. Qua 3 tập gần nhất, độc đạo gây chú ý với màn tái ngộ kịch tính giữa hai ông trùm quân già và Lê Toàn. Bên cạnh đó, danh tính thật của một nhân vật bất ngờ khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn, thậm chí có không ít người cho rằng đây mới chính là trùm cuối của độc đạo. Nhân vật là chủ đề bàn tán của khán giả chính là Dũng Kính. Dũng Kính được giới thiệu là đàn em của quân già, đồng thời là người tình bí mật của Tuyết Nương Tử. Vì muốn tiếp cận Lê Toàn và con trai không liều, Dũng Kính yêu cầu Tuyết giả vờ làm người yêu của Khương. Tuy nhiên, Tuyết lại chỉ một lòng dành tình cảm cho Dũng. Trong phân cảnh lần đầu tiên xuất hiện, Dũng đã lên ở bản mây và gặp Tuyết. Khi Tuyết có hành động thể hiện tình cảm với Dũng thì anh lại gạt đi với lý do muốn giữ gìn cho cô. Rồi Dũng lấy cớ bận việc khiến Tuyết hụt hẫng. Liên tục từ chối tình cảm của Tuyết, lại chỉ là người lãnh đạo chứ chưa từng trực tiếp giết người. Nhiều khán giả cho rằng Dũng Kính đích thực là K2, một mắt xích quan trọng trong đội ngũ cảnh sát cài cắm vào các băng đảng xã hội đen. Nguyên nhân là bởi nếu là cảnh sát làm nhiệm vụ thì sẽ có những quy định và giới hạn trong quá trình thâm nhập công tác, mà Dũng Kính lại đang là người có nhiều dấu hiệu thông minh, túc trí và không giống với một ông trùm xã hội đen nhất. Trong diễn biến mới nhất của độc đạo, ông trùm tưởng như nguy hiểm bậc nhất là Lê Toàn cũng đã qua đời vì trọng bệnh. Với Lê Toàn, nhân vật này mắc bệnh nan y và được chẩn đoán chỉ còn sống khoảng một tháng nữa. Tuy nhiên, ông trùm lại ra đi sớm hơn dự kiến. Sau khi phát hiện Hồng chính là con trai của người thầy giáo mà năm xưa Dương Cơ Bắp sát hại, ông Toàn đã giải bày mọi chuyện với Hồng, rằng ông thực sự không phải kẻ chủ mưu, nhưng cũng có liên quan phần nào. Ngay sau sự ra đi của Lê Toàn ở tập 12 thì trong tập 13, đến lượt Dương Cơ Bắp nối gót đàn anh. Ông Toàn mất, Khương, con trai của Lê Toàn tìm Dương để trả thù vì cho rằng Dương đã chặn đường bố mình đi cấp cứu, khiến ông Toàn không qua khỏi. Thế nhưng Hồng đã tìm thấy Dương trước em trai. Khi Hồng đang tìm cách tra hỏi về cái chết của cha ruột nhiều năm về trước, Khương đột nhiên xuất hiện và đẩy Dương xuống vực trong cơn oán giận đang lên tới đỉnh điểm. Trong khi đó, một ông trùm hiểm ác khác là quân già thì chưa có nhiều động thái thể hiện cái uy của người lãnh đạo một băng đảng tội phạm. Được giới thiệu là nhân vật nguy hiểm bậc nhất độc đạo, khán giả cho rằng quân già chưa thực sự gây được ấn tượng hay thể hiện được sự hiểm ác hay trí tuệ vượt trội. Được nhiều người đặt biệt danh tắc kẻ hoa của màn ảnh Việt, Doãn Quốc Đam có khả năng nhập vai đa dạng, từ anh mến chọc trong phố trong làng đến lâm thợ xăm, có bề ngoài phủi bụi trong phim Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi. Gần nhất, nam diễn viên vào vai nam chính Hồng trong phim truyền hình Cảnh sát hình sự độc đạo. Mới đây, Doãn Quốc Đam bất ngờ xuất hiện với tạo hình khác lạ. Khác với kiểu tóc dài buộc túm phía sau mà khán giả đang quen nhìn Hồng trên sóng VTV3, Doãn Quốc Đam vừa chia sẻ một video khoe kiểu tóc mới trên trang cá nhân. Một số khán giả tò mò liệu đây là tạo hình sắp xuất hiện trong độc đạo hay đơn giản chỉ là tạo hình đi sự kiện của Doãn Quốc Đam.
Dưới bài đăng của Sao Nam sinh năm 1988, khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của anh, lại một tạo hình mới, quay tóc bồng bềnh quá nhờ. Tóc này mà về bản mộc thì đúng là hết nước chấm Doãn Quốc Đam. Tóc này, các brand dầu gội mê lắm. Anh có quả tóc mà bao cô nàng mơ ước, ơ hồng hết vai sớm hay sao mà được đổi tạo hình thế anh? Trả lời một bình luận hỏi ơ cắt tóc hả anh, Doãn Quốc Đam thừa nhận cắt luôn rồi em. Như vậy, khả năng cao trong nửa sau của phim Độc Đạo, Doãn Quốc Đam sẽ xuất hiện với tạo hình mới đầy lãng tử. Điều này hiện đang khiến khán giả vô cùng tò mò và thích thú. Độc Đạo đã phát sóng 15 tập và lượng người xem của phim tăng dần theo từng tập cùng các trích đoạn đạt hàng triệu lượt xem. Trên các fanpage và diễn đàn phim lớn, Độc Đạo hiện đang nhận nhiều lời khen của khán giả, đặc biệt khả năng diễn xuất của hai nhân vật chính Hồng và Khương. Kịch bản lôi cuốn, mạch phim nhanh cùng sự xuất hiện liên tục của các nhân vật mới, nhiều tình tiết khó đoán khiến Độc Đạo ngày càng tăng nhiệt. Doãn Quốc Đam sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Anh thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với điểm chuyên môn cao. Trong sự nghiệp diễn xuất, Doãn Quốc Đam đã thể hiện loạt vai phụ trong nhiều dự án như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Hướng Dương Ngược Nắng, Phố Trong Làng, Làng Trong Phố và mới nhất là vai chính Hồng trong Độc Đạo. Dù hóa thân vào tuyến nhân vật chính hay phụ, Doãn Quốc Đam cũng đều để lại ấn tượng đậm nét với khán giả. Doãn Quốc Đam tên thật là Đào Trọng Hùng sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Anh thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với điểm chuyên môn cao. Trong sự nghiệp diễn xuất, Doãn Quốc Đam đã thể hiện loạt vai phụ trong nhiều dự án như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Hướng Dương Ngược Nắng, Phố Trong Làng, Làng Trong Phố và mới nhất là vai chính Hồng trong Độc Đạo. Dù hóa thân vào tuyến nhân vật chính hay phụ, Doãn Quốc Đam cũng đều để lại ấn tượng đậm nét với khán giả. Nghe danh xưng tắc kè hoa, Doãn Quốc Đam cho biết anh không dám nhận bởi tự thấy bản thân làm chưa đủ và muốn tốt hơn nữa. Anh nói, tôi không bằng lòng hay nghĩ mình giỏi. Diễn xuất của tôi vẫn bị chê nhiều lắm. Nhiều lúc quay xong, tôi cũng thấy mình chưa làm tốt, tự hỏi bản thân, tại sao lại diễn như vậy? Giá như có thêm chút thời gian nữa thì mình sẽ làm tốt hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn. Nước mắm để lâu thời gian bị đen đi thì liệu có còn dùng được nữa không? Vẫn dùng được bình thường mọi người nhé. Em chỉ sợ nhất là nó chuyển sang màu xanh và nó có mùi thối, thì lúc đấy mọi người không nên dùng nữa bởi vì nước mắm đã mềm. Điều kiện mà để nước mắm luôn thơm ngon là được ở trong những cái chum như thế này, nắng mở ra, mưa đậy lại thì nó mới càng để lâu, nó mới càng ngần, càng chín kỹ, càng ngon đó. Chứ còn đựng vào chai này nhiều khi mình để ở trong căn bếp ấy, không có nắng thì nó bị oxy hóa ra là bình thường bởi vì hàng không chất bảo quản mà. Còn mọi người để cái một chai nước mắm như này muôn đời muôn kiếp nó vẫn là màu này thì chứng tỏ phải có chất bảo quản ở trong này. Đó, còn đen đi một chút không sao mọi người nhé. Mọi người vẫn cứ dùng bình thường cho em. Bên em là chuyên cung cấp các loại nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa, chỉ làm hoàn toàn từ cá và muối, an toàn với sức khỏe mọi người. Đó, mọi người có nhu cầu mua những sản phẩm sạch, an toàn thì click vào phần giỏ hàng để ủng hộ bà con ngư dân bọn em nha mọi người nha.